Thưa quý vị, sau 3 ngày tổ chức, sáng nay, Hội báo toàn quốc năm 2024 đã bế mạc, để lại nhiều cảm xúc đối với những người làm báo trong cả nước. Tham dự buổi lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Hội báo toàn quốc năm 2024 là một trong những sự kiện quy mô, tầm vóc được người làm báo và công chúng báo chí cả nước mong đợi nhất trong năm kỷ niệm thứ 99 Báo chí Cách mạng Việt Nam đã khép lại thành công tốt đẹp. Trong lần đầu tổ chức tại phía Nam đã quy tụ hàng trăm cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, hội tụ hàng ngàn người làm báo trong cả nước. Diễn đàn báo chí quy mô toàn quốc với 10 phiên thảo luận về các chủ đề báo chí truyền thông rất sôi động và thiết thực cho người làm báo cả nước. Hội báo để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Thành công Hội báo toàn quốc năm nay thể hiện rõ kết quả tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các cơ quan báo chí, các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí, giữa các cấp hội, nhà báo, giữa báo chí, doanh nghiệp và công chúng, hướng tới một nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, nhằm phục sự đất nước, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức thành công Hội báo toàn quốc năm 2024. Hội báo đã lan tỏa tinh thần và sức mạnh của đổi mới sáng tạo của báo chí đến tất cả các vùng, miền, tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân, tạo động lực sáng tạo mới cho đội ngũ những người làm báo trong cả nước. Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc, Ban tổ chức và Hội đồng giải thưởng đã chấm và trao 11 giải A, 29 giải B, 53 giải C và 88 giải khuyến khích về gian trưng bày ấn tượng, chương trình truyền hình Tết ấn tượng, phát thanh Tết ấn tượng, bìa báo Tết ấn tượng và giao diện báo điện tử Tết ấn tượng. Thưa quý vị, tối qua ngày 16 tháng 3, tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự buổi lễ cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, chủ đề của năm du lịch quốc gia 2024 được xây dựng trên âm hưởng hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với sự kết tinh của thiên nhiên hùng vĩ vùng đất biên cương và hình ảnh hoa ban, thể hiện vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Điện Biên với khát vọng hòa bình. Vinh quang Điện Biên Phủ cùng hàng nghìn địa chỉ đỏ trong cả nước không chỉ có ý nghĩa to lớn giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, ý chí quật cường của các thế hệ cha anh, mà còn khẳng định ý nghĩa vĩ đại về phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tích cực hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2024, đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo của Điện Biên trong việc lựa chọn các chủ đề du lịch, tôn vinh giá trị văn hóa con người tự nhiên ở từng vùng miền, tạo nên hệ sinh thái du lịch Việt Nam đa dạng sắc màu. Để đánh thức vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc cũng như những nét văn hóa hoang sơ, mộc mạc, giản dị trong đời sống hàng ngày của người dân, đưa du lịch Điện Biên thực sự cất cánh, tỉnh Điện Biên cần có những giải pháp đồng bộ về quy hoạch, thu hút đầu tư nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt và đẳng cấp, gắn kết với hệ sinh thái du lịch cộng đồng để khai thác giá trị hấp dẫn của đời sống lao động đầy sắc màu văn hóa, chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển du lịch dựa vào hệ sinh thái, du lịch khám phá, trải nghiệm, phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, lấy kinh tế du lịch làm nền tảng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Tối qua ngày 16 tháng 3, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình ra mắt ấn phẩm tuyển tập Huỳnh Dũng Nhân, cuộc đời và cây bút. Nhà báo, nhà văn Huỳnh Dũng Nhân, sinh năm 1955, là cây bút khá nổi tiếng của báo chí Việt Nam. Ông được coi là vua phóng sự của Việt Nam thời kỳ đổi mới. Cuốn sách gồm các thể loại phóng sự, thơ, nhạc, họa, ảnh, tản mạn, truyện ngắn như kể chuyện về 70 năm cuộc đời tận hiến cho văn báo thi họa của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Chúc mừng buổi ra mắt tuyển tập, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đối với sự nghiệp báo chí Việt Nam, người truyền ngọn lửa yêu nghề báo đến các thế hệ học trò và những nhà báo trẻ đang công tác tại các cơ quan báo chí trong cả nước. Tuyển tập cuộc đời và cây bút nhằm kỷ niệm tuổi 70 và chặng đường 50 năm cầm bút viết văn, 40 năm làm báo của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Nhắc đến Huỳnh Dũng Nhân, không thể không nhắc đến những tuyển tập phóng sự như Ăn Tết trong rừng cho sói, Ký sự xuyên Việt, Tôi đi bán tôi, hay những tập truyện ngắn và thơ như Ba hồi chuông, Ký ức tình, Giọt lệ trên trời, Sao băng. Thưa quý vị, thống kê tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên nước ta cho thấy hiện nay có 45 hồ chứa tại Trung Bộ và Tây Nguyên đã gần cạn nước, xấp xỉ mực nước chết. Người dân tại một số địa phương đang rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Thống kê từ đầu mùa khô đến nay, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gần như không có đợt mưa trái mùa nào. Trời nắng khô kéo dài, nhiệt độ trung bình cao hơn mọi năm từ 0,5 đến 1,5 độ C, do đó quá trình bốc hơi cũng diễn ra nhanh hơn. Nguồn cung không có, cùng với lượng nước hiện tại càng ngày càng bốc hơi dần, dẫn đến tình trạng khô hạn thiếu nước. Hiện nay, 45 hồ chứa tại Trung Bộ và Tây Nguyên gần cạn nước, xấp xỉ mực nước chết. Trong từ 1 đến 2 tháng tới sẽ là giai đoạn cao điểm khô hạn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là giai đoạn cao điểm mùa khô ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Trời nắng nhiều và nóng hơn, nhiệt độ tăng cao hơn mọi năm, lượng mưa thiếu hụt từ 15 đến 30%, hệ quả là dòng chảy trên các sông sẽ giảm từ 15 đến 50% so với cùng kỳ mọi năm. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng khô hạn thiếu nước cục bộ ở các tỉnh Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trong ngày hôm qua ngày 16 tháng 3, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra tới 7 trận động đất. Mặc dù các trận động đất đều không có rủi ro về thiên tai, tuy nhiên có trận được ghi nhận có độ lớn lên đến 3,9 độ Richter. Thống kê sơ bộ từ giữa năm 2021 cho đến nay, khu vực huyện Kon Plông và các huyện lân cận của tỉnh Kon Tum đã xảy ra hàng trăm trận động đất, trong đó nhiều trận động đất gây rung chấn diện rộng, lớn nhất lên tới 4,7 độ. Bộ Y tế cũng vừa cho biết là sẽ cùng với Bộ Tài chính xây dựng giá dịch vụ tính đúng, tính đủ trong khám chữa bệnh. Hiện có 10.000 dịch vụ y tế trong danh mục kỹ thuật đang được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện có 10.000 dịch vụ y tế trong danh mục do Bộ ban hành. Giá dịch vụ y tế sẽ được tính đúng, tính đủ theo Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các cơ sở phải thực hiện công khai thông tin về giá dịch vụ y tế tại đơn vị mình trên trang điện tử hoặc hình thức thích hợp và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về giá. Cơ sở khám chữa bệnh công lập tự quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ theo yêu cầu. Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh. Còn các cơ sở khám bệnh chữa bệnh được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, quyết định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong những tuần gần đây, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận rải rác các ca mắc sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác. Tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 3, Hà Nội ghi nhận 513 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong những tuần gần đây, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận rải rác ca mắc sốt xuất huyết, số mắc trung bình từ 17 đến 24 ca một tuần. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, thành phố cũng có 5 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện tại, tất cả các ổ dịch đã kết thúc. Ngoài ra, Sở Y tế cũng vừa cho biết trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc ho gà, nâng tổng số ca bệnh từ đầu năm đến nay lên 17 ca bệnh. Trong khi đó, cả năm ngoái chỉ có 1 ca và năm 2022 không có ca bệnh nào. Các chuyên gia y tế cho rằng ho gà là bệnh nguy hiểm và cần phân biệt với ho thông thường để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra yêu cầu đối với các nhà mạng liên quan đến vấn đề xử lý sim rác. Theo đó, thì ngày 15 tháng 4 tới đây sẽ là thời hạn cuối cùng để các nhà mạng xử lý được vấn đề này. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu trước ngày 22 tháng 3 năm 2024, các SIM đang khóa 2 chiều, có thông tin thuê bao, có gói cước, phải chuyển trạng thái về SIM không có thông tin thuê bao. Trước ngày 15 tháng 4, các SIM đang khóa 1 chiều, có dấu hiệu kích hoạt sẵn, phải chuyển trạng thái về SIM không có thông tin thuê bao. Xử lý xong tập thuê bao một giấy tờ đứng tên nhiều SIM. Từ ngày 15 tháng 4 trở đi, các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định. Trường hợp phát hiện các vi phạm, mức xử lý cao nhất là đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới nếu nhà mạng không thực hiện được. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản nhắc nhở doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc kỷ luật người đứng đầu của doanh nghiệp vi phạm.